Bảy ơi, Bảy đâu rồi nhỉ? Chả chịu dọn dẹp nhà cửa gì cả. Đây phòng tao cũng chả dọn gì, để đi sạn hết cả chân như này. Khổ thế cái chuyện này, cái con này. Ô xin nhà này láo thật, nó mất dạy thật, nó điếc lòi, điếc tĩ ra. Mình gọi rát hầu bỏng cổ từ nãy đến giờ mà nó có thèm thưa mình một câu nào đâu. Được rồi, để tí vợ chồng con Linh dậy, tao xuống con Linh tống cổ con Bảy về quê không thuê mượn cái loại ô xin đi nữa. Dì không cần phải bảo Linh đâu, con cho chị Bảy nghỉ việc hẳn rồi. Cái gì? Ôi cái con thần kinh này à? Thế bây giờ mày cho con Bảy nghỉ việc thì giờ là ai hầu việc ở cái nhà này hả? Mày nhé, mày vác cái bụng về đây mày ăn bám. Mày tưởng mày là chủ nhà hả cái con kia? Dựa vào đứa cháu đít tôn vàng bạc có sẵn ở trong bụng của con đây chứ đâu. Mày cứ vênh đi nhá, mày cứ vênh thượng cái mặt mày lên đi nhá. Khi nào đẻ xong ấy, cháu tao tròn trịa khỏe mạnh rồi, cháu đi cho mày chết thì thôi. Láo tuyết. Có chuyện gì mà mẹ lại to tiếng đấy? Không có chuyện gì cả, ngoài cái chuyện mà cái con rời đánh tranh vật kia. Con xem, nó đi nó đuổi cái con Bảy về quê, bây giờ lấy ai là người làm việc nhà. Đấy, tao nói cho cái con kia biết nhá. Này, cái loại mày ấy chả có cái giá trị gì ngoài cái là cái mỗi cái tử cung thôi, nghe chưa? Ê, chửa thuê đẻ thuê gì, thế biết điều nhá. Nằm ngửa ra, 9 tháng 10 ngày xong việc. Mẹ tròn con vuông, cháu tao khỏe mạnh nhá. Cút, cho mày về úp mặt vào sông quê, úp mặt vào cái máng lợn. Linh ơi, chị chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà. Chị biết là đợt tới em sẽ phải lo lắng rất nhiều các khoản dành cho em bé, thế nên là chị cũng muốn đỡ đần cho em. Em đã cho chị ở nhờ đây rồi, thế nên là mấy cái việc lặt vặt dọn nhà em cứ để cho chị với cả dì cùng làm. Cái gì mà dì làm hả? Mày thích ấy thì đi mà làm một mình, ta không dừng mỡ nhá. Đuổi con Bảy đi rồi, bây giờ đi làm nốt việc của con Bảy đi, đi làm ô xin thay con Bảy đi. Mẹ, đây không phải nhà mình nên là mẹ tém tém lại đi. Hôm qua con đã xấu hổ đến mức không có chỗ nào mà chui rồi đấy. Không sao đâu Linh ạ, cứ để chị làm cho. Chị mới chữa có mấy tháng thôi nên là chị làm gì cũng được. Cùng lắm á, động thai đâu chứ gì. Này, mày không phải dọa nhá, không phải cứ mở mồm ra là dọa. Mày biết các cụ ngày xưa không? Chữa vượt mặt ra này, làm đến lúc 9 tháng 10 ngày, làm đến lúc đẻ thì thôi. Đi gặt, đi cấy, đi hái, đi làm tất cả các thứ, chứ không phải là như mày bây giờ đâu. Cái loại mày bây giờ ngu si, tứ chi phát triển, vận động đi, lau nhà, lau cửa đi nhá. Làm đi để sau cho nó dễ đẻ. Mẹ, đuổi con Bảy đi rồi đấy, bây giờ làm ô xin thay nó đi còn gì nữa. Mẹ, con không thiếu tiền đến cái mức ấy để cho chị My bụng mang dạ chửa vẫn phải làm việc nhà đâu. Hai con vịt đã thành cái chợ, thế mà giờ nhà này có hẳn 3 con. Mà hôm trước con thấy mẹ nói là muốn sang đây để chăm cháu mà. Chăm chứ con, cháu của mẹ là mẹ phải chăm chứ để. Mẹ là người lao động, thế cho nên tất cả các công việc trên cái cuộc đời này không gì là mẹ không làm được. Thế con rể yên tâm nhá. Vâng. Đi làm hả? Cái này, nhà cũng không quá rộng nên một tuần mẹ dọn 3 đến 4 lần thôi, không cần thiết ngày nào cũng dọn đâu. Còn nữa, mẹ chồng con mới dặn, cháu nó phải ăn đủ 17 con cá chép hầm thì mới thông minh và khỏe mạnh được. Mẹ chịu khó làm từ hôm nay nhá. Thế nhá. Ừ, mẹ nhớ đấy. Con đi làm đây. Bye bye chị. Tiện thể ở trong phòng của con ấy ạ, có mấy bộ quần áo bẩn, dì giặt luôn giúp con nhá. Mà nhớ là phải giặt bằng tay nhá, giặt bằng máy là hỏng hết cả vải đấy. Da của phụ nữ mang thai là rất nhạy cảm đấy dì ạ.